Bão Vàm Cỏ đã vào Biển Đông và chính thức trở thành cơn bão số 13. Nhận định ban đầu của cơ quan khí tượng cho thấy đây là cơn bão mạnh. Dự báo đường đi chưa có sự thống nhất và còn có nhiều thay đổi. Tính đến thời điểm này, có 3 kịch bản bão số 13 đổ bộ vào miền Trung. Chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Hiện nay, cơ quan khí tượng cân nhắc 3 kịch bản về vị trí đổ bộ của cơn bão này. Kịch bản thứ nhất, áp cao cận nhiệt suy yếu ở mức trung bình, bão có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc. Ở kịch bản này, gió bão trên biển duy trì ở cấp 12, giật cấp 15. Khi vào ven bờ, bão sẽ giảm từ 2 đến 3 cấp xuống cấp 9, cấp 10. Thời gian đổ bộ dự kiến đêm 13 đến rạng sáng 15 tháng 11. Lượng mưa dự báo từ Quảng Bình đến Phú Yên là 100 đến 200mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đạt 250 đến 300mm. Theo chuyên gia, đây là kịch bản có xác suất cao nhất, ở mức từ 70 đến 80%. Kịch bản thứ hai, áp cao cận nhiệt suy yếu hơn nữa. Cơn bão sẽ men theo ven biển để đi lên khu vực Bắc Trung Bộ và có thể là phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Tốc độ di chuyển chậm hơn ở mức từ 10 đến 15 km/h. Ở kịch bản này, ảnh hưởng của bão sẽ kéo dài. Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều, đạt từ 100 đến 150mm và tập trung chủ yếu ở ven biển Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Kịch bản 3 có xác suất thấp nhất. Theo một số mô hình dự báo, Vàm Cỏ sẽ không đi chếch lên phía Bắc mà tiến thẳng vào Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Lúc này, lượng mưa lớn và dồn dập trong 6 giờ có thể đạt trong khoảng từ 100 đến 150mm. Mặt khác, bão sẽ đến sớm và tan nhanh. Cơn bão số 13 dự báo tiếp tục sẽ gây ra mưa lớn cho miền Trung và vấn đề an toàn hồ chứa, cắt lũ cho hạ du một lần nữa lại được đặt ra. Thực tế là đợt mưa lũ lịch sử vừa qua cũng đã được chứng minh hiệu quả cắt lũ của nhiều công trình hồ chứa thủy lợi bởi hàng trăm triệu mét khối nước đã được các hồ giữ lại và điều tiết từ từ về hạ du, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Xã Đức Lĩnh là một trong những rốn ngập của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Khác với cảnh tất bật chạy lũ như mọi năm, trong đợt mưa lụt lịch sử vừa qua, anh Luận không hề lo lắng và vẫn tiếp tục công việc sửa nhà. Từ khi hồ chứa thủy lợi Ngàn Trươi tham gia cắt lũ, anh cảm thấy cảnh lụt lội ở đây đã giảm hẳn. Xả lũ thì từ khi làm đến giờ chỗ cũng chưa ảnh hưởng gì cả. Chứ còn sau này thì không biết đến khi cái lũ mà cái đập mà đầy rồi thì không biết thế nào thì cũng biết được. Chứ bây giờ thì chỗ cũng đang ổn. Thời điểm chưa có hồ Ngàn Trươi và các năm 2010-2015, mưa lớn và việc xả nước từ đập hố hô, tình trạng ngập lụt trên địa bàn huyện Vũ Quang rất lớn. Thiệt hại cũng đã giảm đi đáng kể từ khi hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi tham gia tích nước, cắt lũ. Mưa lũ lịch sử năm 2010 từng gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Trong khi đó, đợt mưa lũ vừa qua lượng mưa cũng tương đương, nhưng thiệt hại chỉ còn 80 tỷ đồng và tập trung chủ yếu vào các công trình giao thông, còn tài sản của người dân hầu như không bị thiệt hại. Từ khi có hồ đưa vào tích nước thì chúng tôi thấy là cái việc mà phát huy hiệu quả cái điều tiết giảm tiết nguồn lũ, và trong thời gian vừa qua ấy thì cái việc và giữa ban 4 và chính quyền địa phương đã phối hợp tốt trong việc điều hành thống nhất để điều hành điều tiết nguồn lũ và chủ động trước chủ động tích trữ nước, thì thấy việc trước mắt là thấy việc thủy điện Ngàn Trươi là phát huy tương đối tốt. Từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 10 đã diễn ra nhiều đợt mưa rất lớn trên diện rộng và lũ cũng đổ về hồ Ngàn Trươi ngày một nhiều hơn. Nếu như đợt 1 cắt lũ được 97 triệu mét khối nước thì sang đến đợt 2, tổng lượng nước về hồ lên đến 340 triệu mét khối thì hồ đã tích được 300 triệu mét khối, chiếm 88% tổng lượng lũ, góp phần giảm ngập cho hạ du khoảng 0,8 mét. Đợt 3 vào cuối tháng 10, hồ Ngàn Trươi tiếp tục tham gia phát huy hiệu quả khi cắt lũ 67 triệu mét khối, chiếm 51% tổng lượng lũ, giảm ngập 0,5 mét cho phía hạ du. Những con số trên cho thấy hiệu quả và tầm quan trọng của công trình, bởi nước hạ thấp được bao nhiêu thì thiệt hại của người dân càng được giảm thiểu một cách tối đa. Trong cái mùa lũ là chúng tôi đã phối hợp tất cả các đơn vị này có cái xây dựng
cái dự báo cũng như xây dựng được các cái kịch bản để điều hành hồ chứa trong cái thời điểm lũ. Thì trên cơ sở đó chúng tôi bám vào các cái kịch bản điều hành để ra báo cáo với cấp có thẩm quyền và xin ý kiến các cơ quan theo đúng thẩm quyền để tổ chức điều hành và xả lũ phù hợp, đảm bảo được cái mục tiêu là an toàn công trình. Bên cạnh việc tích nước thì hồ cũng phối hợp chặt chẽ với vụ an toàn đập, tổng cục thủy lợi để tiến hành điều tiết và xả nước theo quy trình chặt chẽ, hợp lý, dựa trên những tính toán của các nhà khoa học đầu ngành đến từ Viện Khoa học Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi. Diễn biến lũ được cập nhật một tiếng một lần, lưu lượng nước đến hồ để đưa ra mức lũ điều tiết phù hợp, giảm tác động đến hạ dù. Chúng tôi đánh giá hồ Ngăn Trước Cẩm Trắng là một hồ và có khả năng cắt giảm lũ cho hạ dù rất tốt. Từ khi công trình đưa vào khai thác sử dụng đến nay thì đối với vùng hạ dù của hồ Ngăn Trước Cẩm Trắng là cái việc ngập lụt là hạn chế rất nhiều và nó giảm được tối đa cái khả năng ngập lụt của vùng hạ dù, đặc biệt là các cái xã trên địa bàn của huyện Phú Quang và một số xã lân cận của huyện Phú Quang và trong địa bàn huyện Đức Thọ và huyện Lương Sơn. Hồ Ngàn Trươi nằm trên sông Ngàn Trươi, cụm công trình đầu mối thuộc thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Hồ có lưu vực rộng, dung tích lớn nên trở thành tuyến phòng lũ hiệu quả ở địa phương này. Hiện hồ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục công trình, trong đó hệ thống quan trắc, dự báo nên toàn bộ cán bộ, công nhân ứng trực 100%, có mặt 24/24 giờ để sẵn sàng nhiệm vụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ hỗ trợ đầu tư lắp đặt các trang thiết bị quan trắc tự động cho hồ Ngàn Trươi, kẻ gỗ, sông rác để tích hợp vào hệ thống cảnh báo của Hà Tĩnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Bão số 13 phức tạp và có cường độ rất mạnh nên rất nguy hiểm khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung. Dù còn nhiều kịch bản khác nhau về đường đi của bão, song Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá đây là cơn bão khó lường, cấp bão gần đạt như bão số 9 và nếu chủ quan thì thiệt hại sẽ rất lớn. Tại cuộc họp ứng phó với bão diễn ra vào sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định bão số 13 có nhiều điểm dị thường. Hiện nay, phạm vi ảnh hưởng của bão số 13 rất rộng, không chỉ tập trung ở khu vực miền Trung, mà có kịch bản sẽ ảnh hưởng tới các khu vực ở Vịnh Bắc Bộ. Vào một cái khu vực mà tháng rưỡi rời vừa qua chúng ta chịu đựng tới 8 cơn bão và 2 áp thấp vào thẳng khu vực miền Trung. Cái điểm thứ hai nữa thì hiện nay cái cơn bão vào Biển Đông thì tốc độ gió rất lớn, gió tới cấp 12 và giật tới 15. Và đường đi cơn bão này dự báo sẽ rất phức tạp. Do vậy là phạm vi ảnh hưởng trên biển là rất rộng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đặc biệt lưu ý về nguy cơ mất an toàn trên tuyến biển, gồm hoạt động của tàu thuyền, hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển ở khu vực các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Sau hơn một tháng không được ra khơi do thời tiết xấu, hiện nay nhiều bà con ngư dân có tâm lý nôn nóng, muốn ra biển để đánh bắt nên nguy cơ rủi ro rất cao. Để cái tổ chức lực lượng ứng phó với sự cố thiên tai do cơn bão số 13 gây ra thì là đã huy động là tổng số lực lượng là 251.523 lượt người với 16.090 phương tiện. Cụ thể là trong đây là báo cáo Bộ trưởng với cùng toàn thể báo chí là có 53 tàu và 108 xuồng và 10 máy bay trực. Cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu của bão số 13 sẽ ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Phú Yên. Đất đai ở khu vực này đã no nước, do đó nếu có mưa dù lớn hay nhỏ đều có thể gây nguy cơ sạt lở rất cao. Bên cạnh đó, hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở dải đất miền Trung đang đầy nước, có nguy cơ cao mất an toàn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân. Công tác dự báo phải cập nhật liên tục để sớm triển khai phương án di dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt. Đồng thời, các lực lượng phòng chống thiên tai các cấp tuyệt đối không được chủ quan, có tâm lý mệt mỏi sau khi ứng phó với nhiều đợt thiên tai liên tiếp kéo dài suốt hơn một tháng qua. Sau trận lũ lịch sử, cuộc sống người dân miền Trung đối mặt với muôn vàn những khó khăn, đặc biệt trong đó tình hình rác thải theo dòng nước lũ tràn về mắc kẹt, ứ động tại các thôn xóm, đường làng, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Để góp phần hỗ trợ, chung tay với bà con vùng lũ, bảo vệ môi trường, một hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa là hỗ trợ thu mua rác thải sau lũ cho bà con vừa được thực hiện tại Quảng Bình. Sau khi nước lũ rút, trên mỗi ngả đường dẫn về các làng quê của vùng lũ huyện Lệ Thủy, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những mái nhà siêu vẹo, đổ nát với ngổn ngang gạch đá, mái lợp, cột kèo, các loại túi ni lông
và rác thải đã bốc mùi, gây mất mỹ quan thôn xóm. Đạt là vì hẳn trôi từ trên muôn ở bên à, rồi là đồ đạc nó trong nhà họ trôi, vậy là gom lại đây xốp xếp, nói chung là từ trên nguồn hẳn trôi về nữa, mình cứ dạt lại đấy vì các nơi là lũ lụt là gói như nói chung là hẳn trôi đồ đi lung tung nữa đó. Để giúp bà con đảm bảo môi trường sinh thái sau lũ, câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã về các địa phương trực tiếp khảo sát, tuyên truyền người dân và tiến hành thu gom, mua lại các loại rác thải với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg túi ni lông. Hiện hoạt động này đang triển khai tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Cái này thu gom rác thải là chị em rất là mừng, là vì vừa ra sạch xóm làng, vừa là có tiền để mà mua mắm mỏi rồi để mà phụ thế. Thì nhận thấy là cái lượng rác thải đổ về rất là nhiều. Thông qua cả cái nhà hảo tâm cũng bày tỏ cái nguyện vọng mong muốn được cùng đồng hành với bà con, với chính quyền để hỗ trợ bà con giải quyết một cái phần rác thải, có phối hợp với một số cái đơn vị xử lý thu gom rác thải, đến họ đến thu gom và họ đưa về nơi tập trung tập kết rác. Được biết sau mưa lũ tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh của Quảng Bình tồn đọng lượng lớn rác thải, địa phương này đã huy động 20 chiếc ô tô kể cả xe không chuyên để chở rác chạy hết công suất và 10 máy múc để thu gom rác thải, nhưng đến nay vẫn chưa hết. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định phê duyệt đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Hàng loạt giải pháp cùng với số vốn khổng lồ đã được Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch rót vào giao thông công cộng, với mục tiêu trong 10 năm tới, vận tải hành khách công cộng sẽ tăng gần 6 lần so với hiện nay. Theo lộ trình của đề án trong giai đoạn 2021-2025, giải pháp tiền đề có tác động trực tiếp tới đời sống của người dân thành phố là thu phí xe ô tô vào nội đô. Song song với việc hạn chế xe cá nhân, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai rất nhiều các giải pháp tăng tốc giao thông công cộng, mở đầu bằng việc tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt, tái cấu trúc, mở rộng phát triển mạng lưới xe buýt. Tuy nhiên, sử dụng xe cá nhân là thói quen cố hữu của người Việt Nam nên không thể trông chờ giao thông công cộng tốt lên là người dân sẽ tự động chuyển qua sử dụng. Nếu như không có tác động nào nhằm hạn chế người dân sử dụng phương tiện cá nhân, thì đến năm 2030 cũng rất khó để giao thông công cộng có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chưa kể hiện nay, số lượng xe cá nhân quá đông, nếu không kiểm soát thì không có không gian cho xe buýt phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 109.111,7 tỷ đồng, tương đương với 4.664 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng, tương đương với 4.664 tỷ đô la Mỹ, với mục tiêu xây dựng một cảng hàng không quốc tế cấp 4F tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách trên một năm, trên diện tích sàn là 373.000 m², 1,2 triệu tấn hàng hóa trên một năm. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2020 đến 2025. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1, các công trình trụ sở, cơ sở quản lý nhà nước được Thủ tướng giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, hải quan, công an cửa khẩu, cảng vụ, kiểm dịch y tế, bố trí nguồn vốn thực hiện. Trường hợp không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn các nhà đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BLT hoặc là BTL. Các dự án thành phần 2, 3, 4 sẽ chỉ được sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh chính phủ.